dưới hai tội anh chị ơi, dưới hai tội sổ hồng riêng mà vị trí đẹp quý chị, gần vòng xoay An Phú và ngã sáu An Phú của thành phố Thuận An quý chị ơi, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lô này đẹp lắm quý chị ha. Hôm rồi cũng có một lô trong đây em review em ra luôn rồi, mà hôm nay xuất hiện thêm một lô 1,85 tỏi. Xíu nữa em chỉ móc cho anh chị nha, như lô này nha. Đấy, đường DT743 ngay phía trước. Đó, đây đường DT743. Đường này anh chị chạy thẳng về Thủ Đức quý chị nha. 8 km là tới cầu vượt sông Thần, một đường thẳng này thôi. Đường đẹp không quý chị? Ở Bình Dương đường xá to lắm quý chị ơi. Ngoài đó người ta xây nhà quá trời đâu quý chị ha. Xây nhà lầu không ha. 1,85 tỏi anh chị mà sổ hồng riêng. Bây giờ anh chị đi tìm nhà tìm đất ở thành phố Thuận An ha, mà gần cái vòng xoay An Phú á, mà tìm một lô đất mà dưới 2 tỏi là bắt đầu khó rồi đó quý chị. Bắn mốc bắn đinh này anh chị. Đây, yeah, chỗ đinh này à, ngang 4,5 m. Qua bên đây, quý chị thấy cái đinh đâu? Đó, thấy chưa? Ngang 4,5 m, dài 15 vào trong kia ha. 68 m thổ cư hết, hướng chính bắc, sổ hồng riêng. Tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng. Lô đất này là sổ riêng, sổ sẵn, sổ để ở nhà luôn quý chị. Anh chị xem xong video có thể sang tên ngay. Sang tên ngay quý chị ha. Quá hời luôn quý chị ha. Chỗ đây chợ Thành Nam ngay đầu đường này. Đây, chợ Thành Nam này, 100 m ngay đầu đường luôn. Thấy chưa, khu dân cư đẹp chưa? Đường này 13 m này chị. 1,85 tỏi là vẫn còn nói chuyện ha. Nói chuyện chính chủ luôn. Anh chủ này anh đang cần ra lắm ha. Lúc trước anh kêu là 2 tỏi, nhưng mà em nói thôi, bây giờ muốn ra nhanh thì rao dưới 2 tỏi luôn, ra vội luôn. Anh chị ạ, vỉa hè 3 m, cây xanh điện nước, quá đẹp ha, khu dân cư chuẩn chỉ. Được là phải vào việc luôn anh chị nha. Em xin cảm ơn.